Cụ thể là trong năm 2021 thì BID đã cung cấp các khoản vay ưu đãi lãi suất cho những người khách hàng mà phải chịu những cái tác động của Covid, thì điều này đã làm giảm thu nhập lãi thuần của ngân hàng khoảng 7.000 tỷ. Hello, chào mừng anh chị em đến với chuyên mục cổ phiếu 10 phút của Take Profit. Mình là Đức Mạnh và ngày hôm nay thì mình muốn mang đến cho anh chị em nhà đầu tư những cái góc nhìn của mình cũng như là của team Take Profit về mã cổ phiếu BID, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Okay, và trước khi đi vào phần phân tích cơ bản thì mình sẽ sử dụng bộ công cụ của Take Profit để đánh giá một chút về sức mạnh của ngành và của cổ phiếu so với VN Index. Thì nếu mà nhìn vào 60 phiên trở đây thì ngành ngân hàng đang có cái sức mạnh cao hơn so với VN Index. Tuy nhiên thì 20 phiên trở đây lại cho thấy cái sức mạnh giá của ngành ngân hàng đang khá tương đồng so với thị trường chung. Còn nếu mà chỉ xét riêng mã cổ phiếu BID thì trong 20 phiên trở đây thì đường RS20 của BID đang vượt trội hơn hẳn so với VN Index. Trong khi đó thì trong phiên hôm nay thì VN Index đang có cái sức mạnh giá tụt giảm. Tuy nhiên thì BID vẫn đang giữ được cái sức mạnh giá. Thì điều này cho thấy là mã cổ phiếu BID này khá là khỏe trong giai đoạn gần đây. Đó là về mặt kỹ thuật của cổ phiếu. Còn về mặt cơ bản thì mình xin phép trình bày trong video nhận định về BID trong ngày hôm nay. Kê và bài chia sẻ của mình ngày hôm nay bao gồm 3 phần. Thứ nhất là tổng quan, thứ hai là tình hình kinh doanh và cuối cùng là rủi ro. Về phần tổng quan thì Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BID thì hiện là ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất hệ thống sau khi mà sáp nhập với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2015. Đồng thời thì BID là một trong 3 ngân hàng có mạng lưới lớn nhất Việt Nam. Hiện nay khi mà sở hữu cái mạng lưới chi nhánh lên đến 180 chi nhánh và 798 phòng giao dịch trên cả nước. Về cơ cấu cổ đông thì hiện nay tỷ lệ cổ phần của BID thuộc sở hữu nhà nước chiếm khoảng 80,99%. Tiếp đó là cổ đông chiến lược là ngân hàng KIB Hana có tỷ lệ sở hữu là khoảng 15%, còn các cổ đông khác thì chiếm khoảng 4,01%. Trong khi đó thì cổ đông nội bộ thì chỉ chiếm khoảng 0,01% tổng số lượng cổ phiếu. Đối với ngành ngân hàng thì khi có nhà nước nắm cổ phần nhiều sẽ là một cái lợi thế rất lớn vì có nhiều mối quan hệ hợp tác thuận lợi với các doanh nghiệp trong nhà nước và có những nhiều cái mối làm ăn được ưu tiên hơn. Trong khi đó, với cái sự tham gia của cổ đông chiến lược là KIB Hana Bank sẽ giúp cho BID được hỗ trợ rất lớn về mặt chuyển đổi số. Đây là một cái xu hướng mà không thể thiếu trong thời đại ngày nay. Về tình kinh doanh của BID thì mình sẽ gói gọn trong 3 phần. Thứ nhất là mình sẽ đánh giá về NIM. Đây là từ viết tắt của Net Interest Margin hay là tỷ lệ thu nhập lãi thuần. Đây là chỉ số mà phản ánh khả năng sinh lời của ngân hàng. Yếu tố thứ hai mà cần quan tâm đó là về chất lượng tài sản. Và cuối cùng là tỷ lệ mức an toàn vốn, viết tắt là hệ số K hiện nay của BID. Đầu tiên là về NIM thì tỷ lệ NIM trong quý 2 năm 2022 đã tăng 9 điểm cơ bản so với quý trước, đạt mức 3.07%. Động lực tăng trưởng của NIM đến từ một số nguyên nhân. Đầu tiên là lượng tiền gửi đến từ kho bạc nhà nước là rất lớn. Cụ thể là tiền gửi có kỳ hạn từ kho bạc nhà nước đã tăng 90% so với quý trước ở mức khoảng 33.000 tỷ. Trong khi đó thì tiền gửi của khách hàng chỉ tăng có 0,7% so với quý trước với mức tăng là 10.000 tỷ. Thì sự thay đổi tạm thời này trong cơ cấu nguồn vốn thì đã giúp cho chi phí vốn của BID đã giảm 0,04% so với quý trước xuống còn chỉ 3,32%. Nguyên nhân thứ hai khiến NIM tăng trưởng đó là BID đã tiếp tục đẩy mạnh cho vay bán lẻ. Thì đối với cho vay bán lẻ thì mức lãi suất sẽ được cấu trúc ở mức cao hơn. Tại thời điểm tháng 6 năm 2022 thì cho vay khách hàng cá nhân đã tăng 16% so với đợt đầu năm. Cùng với đó thì tỷ lệ vay bán lẻ đã tăng 42% và chiếm tỷ trọng là 10% tổng dư nợ vay của BID. Trong khi đó thì giai đoạn 2020-2021 thì nó chỉ dao động trong khoảng từ 8-9%. Và nguyên nhân cuối cùng đó là các gói vay ưu đãi lãi suất đối với khách hàng chịu ảnh hưởng bởi Covid đã hết hạn. Cụ thể là trong năm 2021 thì BID đã cung cấp các khoản vay ưu đãi lãi suất cho những cái khách hàng mà phải chịu những cái tác động của Covid, thì điều này đã làm giảm thu nhập lãi thuần của ngân hàng khoảng 7.000 tỷ tương ứng với mức giảm NIM là khoảng 0,5%. Tính đến thời điểm cuối tháng 6 thì các gói vay ưu đãi này đã dần kết thúc. Điều này thì cũng sẽ giúp cải thiện một phần nào đó của NIM trong thời gian tới. Đó là về NIM. Còn cái yếu tố thứ hai cũng quan trọng khi mà đánh giá BID, đó là về chất lượng tài sản. Chất lượng tài sản của BID trong nửa đầu năm 2022 đã được cải thiện rõ rệt so với cùng kỳ khi mà tỷ lệ nợ xấu có xu hướng giảm và dự phòng trên nợ xấu đã tăng. Nhờ việc tích cực xử lý cái nợ xấu trong thời gian vừa qua thì tỷ lệ nợ xấu hết quý 2 năm 2022 của BID đã giảm mạnh còn 0.99% so với mức cùng kỳ năm 2021 là 1.61%. Cùng với đó thì BID đã nâng tỷ lệ bao phủ nợ xấu lên mức cao nhất từ trước cho đến nay là 235%. Điều này sẽ tạo bộ đệm vững chắc về tài sản và cơ hội hoàn nhập trong tương lai khi mà các khoản nợ xấu này được thu hồi. Về yếu tố quan trọng cuối cùng là đánh giá về tỷ lệ an toàn vốn hay là về hệ số K của BID. Mặc dù triển vọng lợi nhuận của BID đến cuối năm đến hết năm 2023, mặc dù triển vọng của BID đến năm 2023 là rất khả quan do NIM có khả năng được cải thiện và tỷ lệ trích lập dự phòng cũng đã đầy đủ,
Tuy nhiên để tăng trưởng dài hạn được thì sẽ phụ thuộc vào việc là tăng vốn của ngân hàng, do các ngân hàng phải đảm bảo được tỷ lệ an toàn vốn K ở mức cho phép. Theo ban lãnh đạo thì quá trình nâng vốn của BID là đang trong giai đoạn tìm nhà đầu tư bên ngoài. Kế hoạch phát hành riêng lẻ sẽ giúp nâng cao hệ số K lên khoảng 10%. Tính đến thời điểm hiện tại thì hệ số K của BID đang là khoảng 8.47%, trong khi Vietcombank thì đang là 10.7% và các ngân hàng tư nhân khác nó ở mức khoảng 11-15%. Có thể thấy là mặc dù hệ số K của BID vẫn cao hơn mức 8%, có thể thấy là mặc dù hệ số K của BID vẫn cao hơn mức 8% của ngân hàng nhà nước, tuy nhiên thì vẫn thấp hơn so với các ngân hàng khác. Vì thế trong tương lai thì nếu ngân hàng nhà nước nâng tỷ lệ K lên thì việc tăng vốn sẽ là cần thiết đối với BID. Với việc tỷ lệ bao phủ nợ xấu cũng như chất lượng tài sản được cải thiện thì rủi ro mà mình đánh giá đáng quan ngại nhất hiện nay của BID đó là về sự tăng trưởng. Sắp tới thì BID sẽ phát hành riêng lẻ để tăng vốn. Nếu BID phát hành riêng lẻ thành công thì có thể sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong vòng 2 năm. Tuy nhiên thì nếu BID không tăng vốn thành công thì với mức K hiện tại là 8.47% thì sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng xấu cho tốc độ tăng trưởng của BID. Vì thế mà rủi ro này sẽ cần được phải theo dõi sát sao nếu mà đầu tư vào BID. Ok, và bài chia sẻ của mình về mã cổ phiếu BID đến đây là kết thúc. Thì xin cảm ơn tất cả anh chị em nhà đầu tư đã cùng đồng hành với mình đến cuối video. Nếu anh chị em thấy bài chia sẻ của mình hữu ích thì hãy cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh Take Profit và đừng quên ấn nút chuông để đón chờ các video tiếp theo nhé.